Đến hẹn lại lên, chào mừng 500 anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến. Kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay khi nhắc đến Việt Tân, chúng ta liền nghĩ ngay đến một trang Facebook chuyên đăng tải các bài viết phản động với nội dung chống phá Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên ít ai biết rằng, Đảng Việt Tân cùng người sáng lập của chúng là Hoàng Cơ Minh từng có âm mưu tổ chức lực lượng đem quân trở về lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, mưu đồ khôi phục lại chế độ Sài Gòn sau năm 1975. Vậy thật sự Việt Tân và Hoàng Cơ Minh nguy hiểm như thế nào? Và nhà nước ta đã đối đầu với chúng ra sao? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay nhé! Như anh em đã biết, khi miền Nam chuẩn bị giải phóng, một số sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Hoàng Cơ Minh là nguyên phó đề đốc hải quân đã di tản ra nước ngoài trên tuần dương hạm Trần Nhật Duật HQ-03 vào đêm 29 tháng 4 năm 1975. Hoàng Cơ Minh sinh ngày 20 tháng 6 năm 1935 trong một gia đình khoa bảng và khá giả, có đông anh chị em tại làng Vẽ, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội. Thời niên thiếu, y là học sinh các trường theo giáo trình Pháp, Trung học Nguyễn Trãi và Chu Văn An, Hà Nội, tốt nghiệp tú tài toàn phần. Sau này trong quân ngũ, Hoàng Cơ Minh ghi danh học tiếp trường Đại học Luật khoa Sài Gòn và tốt nghiệp hai chứng chỉ cử nhân luật. Có thể nói, về mặt học hành thì Hoàng Cơ Minh rất có tài năng và trình độ. Chỉ tiếc là hắn ta đã chọn nhầm phe, để rồi sau này phải nhận lấy một kết cục bi thảm. Trung tuần tháng 7 năm 1954, Hoàng Cơ Minh tình nguyện nhập ngũ vào quân đội quốc gia. Hắn theo học khóa 5 trường sĩ quan hải quân Nha Trang, khai giảng ngày 27 tháng 7 năm 1954. Năm 1955, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc hải quân thiếu úy ngành chỉ huy. Ra trường, Hoàng Cơ Minh được chuyển đến phục vụ tại giang đoàn xung phong. Đầu năm 1958, gần 2 năm sau khi từ quân đội quốc gia chuyển sang phục vụ cơ cấu mới là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Cơ Minh được thăng cấp hải quân trung úy. Đầu năm 1963, Hoàng Cơ Minh được bổ nhiệm chức vụ hạm trưởng trục lôi hạm Bạch Đằng 2 HQ-116. Tháng 5 cùng năm, y được cử đi du học, tu nghiệp tại Trường Đại học Hải quân Hoa Kỳ ở Monterey thuộc tiểu bang California. Lúc nhỏ thì đã học hành bá đạo ở trong nước, giờ lại còn được cử đi du học. Rõ ràng đầu óc và tư duy của tên khủng bố này nó cũng ở một cái tầm khá là ra gì và này nọ anh em nhỏ. Tuy nhiên, anh rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc vì người tài năng hơn anh, quân đội nhân dân Việt Nam có rất rất nhiều. Sự nghiệp của Hoàng Cơ Minh tiếp tục thăng tiến, mặc cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tục có những thất bại trên chiến trường. Đến tháng 3 năm 1975, Hoàng Cơ Minh được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh Hải quân vùng 2 Duyên Hải, Hải khu 2, kiêm tư lệnh lực lượng đặc nhiệm 232, đặc khu Cam Ranh. Sáng ngày 2 tháng 4, y kiêm nhiệm chức vụ Tổng trấn Quy Nhơn. Đêm ngày 29 tháng 4, Hoàng Cơ Minh di tản ra khơi trên tuần dương hạm Trần Nhật Duật HQ-03 do Hải quân Trung tá Nguyễn Kim Triệu làm hạm trưởng. Khi sang tới Mỹ, theo hồ sơ di trú, hắn chỉ có $200 trong tài khoản và vài chiếc nhẫn. Khi sang Mỹ, Hoàng Cơ Minh định cư tại Herndon, ngoại ô Washington DC, Virginia, Hoa Kỳ và làm nghề sơn nhà cửa. Trong truyện cổ tích thì nhân vật chính của chúng ta sẽ làm ăn lương thiện, sống vui vẻ đến cuối đời. Thế nhưng rõ ràng Hoàng Cơ Minh vẫn còn cay cú vì bị thua trận nên đâu dễ từ bỏ dã tâm khôi phục chính quyền Sài Gòn. Trong thời gian từ năm 1976 đến 1979, Hoàng Cơ Minh đã kêu gọi tập hợp lực lượng thành lập lực lượng quân nhân Việt Nam hải ngoại. Ngày 30 tháng 4 năm 1980, tại miền Nam tiểu bang California, Hoàng Cơ Minh đứng ra thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam với nòng cốt là các sĩ quan và viên chức cũ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để thực hiện mưu đồ tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam. Năm 1981, chúng lập căn cứ tại một điểm gần biên giới Thái Lan, Lào thuộc huyện Buôn Tha Rích, tỉnh U Đông, Thái Lan, cách Bangkok 500 km về phía đông bắc. Tại đây vào ngày 10 tháng 9 năm 1982, Hoàng Cơ Minh đã tổ chức đại hội lập ra cái gọi là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, đưa ra cương lĩnh, xác định mục tiêu là xóa bỏ chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Chúng lập ra đài phát thanh, xuất bản tờ báo bằng tiếng Việt, phát hành tại Mỹ và nhiều nước khác để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 1983 đến 1985, Hoàng Cơ Minh chiêu mộ được khoảng 200 người từ các trại tị nạn người Việt trên đất Thái Lan, sau đó đưa về căn cứ tại U Đông huấn luyện. Chúng lập thành 4 quyết đoàn, mỗi quyết đoàn khoảng 50 tên, chuẩn bị mở các chiến dịch đông tiến, đưa các toán vũ trang xâm nhập qua Lào về Việt Nam nhằm thực hiện ý đồ tìm kiếm địa điểm lập mật cứ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, cướp chính quyền. Cũng trong giai đoạn này, Việt Tân đã thành lập đội sát thủ K9 chuyên tiến hành khủng bố, thủ tiêu những nhà báo gốc Việt đưa tin vạch mặt hoạt động lừa đảo kiều bào của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn. Trong đó có ông Dương Trọng Lâm, chủ bút báo Cái Đình Làng tại San Francisco và ông Nguyễn Đạm Phong, người sáng lập báo Tự Do tại Houston. Những hoạt động khủng bố, lừa đảo và buôn lậu của Việt Tân đã được phản ánh một cách chân thực trong bộ phim phóng sự Khủng bố ở Little Sài Gòn của A. Thompson
được phát trên kênh truyền hình Frontline của Mỹ tháng 11 năm 2015. Sau khi tiến hành chiêu nạp và huấn luyện lực lượng tại Udong, Việt Tân bắt đầu triển khai các cuộc xâm nhập vào nước ta, hòng thực hiện mưu đồ chống phá. Năm 1985, Việt Tân chỉ đạo Đặng Quốc Hiền, tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến, dẫn đầu 40 tên, ý đồ xâm nhập trở về Việt Nam và đã bị lực lượng vũ trang Lào tiêu diệt. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, chiến dịch Đông Tiến 1 được triển khai do Dương Văn Tư, tư lệnh thay Đặng Quốc Hiền, dẫn 100 tên xâm nhập Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 năm 1986, khi chúng vừa đặt chân lên biên giới Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng Việt Nam, Lào và Campuchia phát hiện, đánh tan tác không còn manh giáp. Mà thật sự tôi cũng không rõ là vũ trang thời đấy của cái đám giặc cỏ này có bao nhiêu áo giáp không nữa. Trông tàn tạ thế kia mà. Ngày 1 tháng 12 năm 1986, Hoàng Cơ Minh đích thân chỉ huy xâm nhập Việt Nam bằng chiến dịch có tên gọi Đông Tiến 2. Khi toán quân chuẩn bị vượt sông Mê Công thì bị quân đội Lào, Việt Nam phối hợp chặn đứng. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy bọn phản động xâm nhập vào nước ta, lấy tên gọi Cuộc Hành quân Đông Tiến 2 lần thứ 2 với mục tiêu đến vùng Tây Nguyên xây dựng căn cứ. Theo kế hoạch, toán quân sẽ vượt sông Mekong sang tỉnh Salavan, miền Nam Lào, rồi từ đó dưới sự dẫn đường của 20 thổ phỉ Lào sẽ đi về tỉnh Sê Công và xâm nhập khu ngã ba biên giới thuộc tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 1987, 130 tên vượt sông Mekong vào đất Lào. Lực lượng công an Việt Nam đã phối hợp với quân đội và lực lượng vũ trang Lào đón bắt, tiêu diệt 83 tên, bắt sống 19, số còn lại bỏ trốn. Đêm 27 tháng 8 năm 1987, trong trận đánh cuối cùng, Hoàng Cơ Minh bị thương và tự sát, chấm dứt cuộc đời của tên phản động lưu vong, điên cuồng chống phá đảng và nhà nước Việt Nam. Nên nhớ rằng, chỉ cần lực lượng công an thôi là đã đủ giải quyết bọn khủng bố này, chứ chưa cần đến tay của quân đội, anh em ạ. Trong thời gian chống xâm nhập từ năm 1985 đến 1987, lực lượng công an đã phối hợp với quân đội và lực lượng vũ trang Lào đón bắt, tiêu diệt 246 tên phản động Việt Tân, thu nhiều vũ khí và phương tiện hoạt động. Tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên tòa xét xử vụ án Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn và tuyên án một chung thân, 15 án từ 3 đến 19 năm tù giam, một án treo, một tha bổng. Hoàng Cơ Minh bị tuyên án tử hình vì tội phản bội Tổ quốc, cho dù y đã tự sát trước đó. Là tướng lĩnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa duy nhất tự sát tại mặt trận sau năm 1975, Hoàng Cơ Minh được nhiều người Việt tị nạn hải ngoại ca ngợi vì sự dũng cảm, hy sinh cũng như là sự liêm khiết thời quân ngũ trước 1975. Trong các buổi lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến, Đảng Việt Tân vẫn luôn ca ngợi hình ảnh của hắn cùng các chiến hữu trong cái gọi là công cuộc đấu tranh giải phóng Việt Nam khỏi chế độ Cộng sản. Tuy nhiên tại hải ngoại, Hoàng Cơ Minh cùng Đảng Việt Tân cũng bị rất nhiều chỉ trích về các hành vi gian dối trong các bài báo nói rằng mặt trận đã đánh thắng nhiều trận với quân đội nhân dân Việt Nam, chiếm được nhiều đồn, bốt, được dân chúng trong nước chào đón nồng nhiệt, có hơn 10.000 quân võ trang tại biên thùy quốc nội. Dù thực tế rằng trước và sau khi y mất, tổ chức mặt trận chưa đặt chân được đến Việt Nam, chiến dịch Đông Tiến 2 xâm nhập Việt Nam do hắn chỉ huy bị Pathet Lào đánh bại. Lý giải cho việc này, Đỗ Thông Minh, người từng làm báo kháng chiến cho mặt trận chia sẻ rằng, do đồng bào hải ngoại đóng góp nhiều cho kháng chiến, nên nhiều người có thắc mắc là vì sao tổ chức kháng chiến đã lâu mà không thể đánh với Cộng sản. Và thật ra những tin tức về kháng chiến cũng do phía mặt trận từ chiến khu cung cấp cho hải ngoại, chứ ở ngoài này không kiểm chứng được. Hoàng Cơ Minh và mặt trận cũng bị chỉ trích vì việc đã xử tử nhiều người trong nội bộ tại chiến khu, cũng như tiến hành ám sát nhiều nhà báo tại hải ngoại vì những bài báo phơi bày những sự thật về kháng chiến. Sau khi hắn mất, tổ chức mặt trận cũng bị báo cáo về những gian lận tài chính. Tổ chức Việt Tân sau này cũng bị dư luận chỉ trích vì đã che giấu sự thật về cái chết của Hoàng Cơ Minh vào năm 1987. Rắn chúa Hoàng Cơ Minh bị tiêu diệt, song tay chân đắc lực của hắn là Đào Bá Kế, tức Trần Quang Đô, tiếp tục đứng ra lãnh đạo đám tàn quân, tuyển mộ thêm phiến quân. Vào ngày 22 tháng 8 năm 1989, Trần Quang Đô trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân vũ trang Đông Tiến 3. Tuy nhiên khi các đối tượng bước chân vào đất Lào, lập tức bị bộ đội Lào tiêu diệt và bắt sống. Chuyên án HM29 kết thúc bằng việc xóa sổ toàn bộ lực lượng của tổ chức phản động Mặt trận Quốc gia Giải phóng Việt Nam, căn cứ tại Thái Lan do Hoàng Cơ Minh cầm đầu. Bên cạnh vụ Hoàng Cơ Minh, nhiều người lớn tuổi hẳn vẫn còn nhớ một vụ án khủng bố chấn động khác của các thành phần hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thực hiện ngay tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994. Vào thời điểm ấy, an ninh Việt Nam phát hiện tổ chức Mặt trận Kháng chiến Phục quốc Việt Nam do tên Bùi Hữu Thăng, Việt Kiều Mỹ cầm đầu, đang tìm cách móc nối với số đối tượng tàn dư của tổ chức Liên đảng Cách mạng Việt Nam do Hoàng Việt Cương cầm đầu. Chúng âm mưu liên kết lực lượng để phát hiện ý đồ chống phá và vạch kế hoạch thực hiện chiến dịch với tên gọi Hoa Phượng, Hoa Lan. Với chiến dịch Hoa Phượng, các đối tượng đưa đồng bọn về Việt Nam dưới danh nghĩa Việt Kiều thăm thân, du lịch, ký kết làm ăn. Trong khi lực lượng an ninh đang tiến hành các biện pháp trinh sát, quản lý các đối tượng chủ yếu, thì tối ngày 13 tháng 10 năm 1994, các tổ chức phản động này đã gây ra vụ nổ lựu đạn tại Bến Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ nổ tuy không gây thiệt hại lớn,
nhưng ảnh hưởng xấu về chính trị cũng như tác động không tốt đến các hoạt động kinh doanh, hợp tác quốc tế. Ngay sau khi vào cuộc điều tra, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã làm rõ các đối tượng Nguyễn Sĩ Bằng, Trần Văn Thuận và Phạm Văn Thân đã nhận nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, thực hiện vụ ném lựu đạn trên, đồng thời làm rõ kế hoạch dịch chuyển chiến dịch Hoa Phượng sang phát động chiến dịch Hoa Lan với mục tiêu cho nổ trong dịp Đại hội 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối tượng được giao thực hiện vụ nổ tiếp theo đánh phá khách sạn Tản Đà, thành phố Hồ Chí Minh là Huỳnh Văn Dũng, quê Cái Nước, Minh Hải. Lập tức chuyên án PQ55 được thành lập, một mặt trận tung lực lượng truy tìm Huỳnh Văn Dũng và số đối tượng đang lẩn trốn. Mặt khác, ban chuyên án chỉ đạo lực lượng trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đập tan kế hoạch Hoa Lan. Từ ngày 9 đến ngày 22 tháng 6 năm 1996, các mũi trinh sát ban chuyên án PQ55 đã lần lượt bắt giữ Trần Văn Thuận và Nguyễn Sĩ Bằng khi đang vận chuyển tài liệu phản động qua biên giới Campuchia vào Việt Nam. Bắt giữ Trần Văn Nghị, Huỳnh Cẩm Quang và Đặng Văn Thân tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 7 năm 1997, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai, tuyên phạt mức án tử hình đối với Trần Văn Thuận và Huỳnh Cẩm Phong, kẻ trực tiếp đưa tiền, lựu đạn cho Thuận và Nguyễn Sĩ Bằng thực hiện vụ nổ tại bến Bạch Đằng, còn các đối tượng còn lại phải chịu mức án chung thân. Vụ việc Hoàng Cơ Minh là tiêu biểu cho những nỗ lực trong vô vọng của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa nhằm chống phá nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khép lại bằng những kết cục không thể nào bi thảm hơn. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng tha thứ, dang rộng vòng tay hòa hợp dân tộc, nhưng sẵn sàng đập nát từ trong trứng nước bất cứ một âm mưu nào hòng khôi phục lại chế độ ngụy quân, ngụy quyền, một chế độ bán nước và làm tay sai cho giặc. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video ngày hôm nay đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng mình, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.